Hoàng đang đến nhà của bé Nông Văn Tình để trao quà. Đây Xin đừng đi mất là mặt anh trai Tình Nguyễn. Đây là chị quá Nga vất đẹp vả. gái. Đường đi khá là gian nan vất vả nhưng mà bằng Người tấm nhắc lòng rất khó nhỉ. là nhiệt tình và chân tình thì mọi người vẫn cứ đến nơi mình đang cần đến. Đây là tài xế Hoàng Quỳnh. Camera Kim Minh. Còn chưa đến được đâu lắm mà anh. Mất khuôn còn đang ở phía trước. Tại lạnh quá cho nên là anh em ai cũng mặc hình như là bốn lớp à. Hay cũng giống như gấu Bắc Cực. Anh trai Tình Nguyễn. Anh đây. Đi gần này, sao mà vậy? Sao này mà? Gần hơn hả cô? Gần hơn đấy. Đi này đi. Quá trơn luôn đấy. Đằng kia đó, quý vị thấy không? Để chúng ta đi tiếp nha. Đó, cố bình bẩn. Cái nhà đâu? Cái nhà chút xíu bên đó đó. Hả? Trời ơi trời. Không chạy xe máy sao chạy rồi. Đây là bình thường chứ. Bé Nông Văn Tình. Ba bé đâu rồi chị? Đi làm giấy à. Làm giấy để làm gì chị? Biết làm giấy cái gì. Xin việc làm hả? Ừ. Anh trai hình như là em thấy từ ngoài vô đây hình như là 6-7 cây chứ không phải là 3 cây. Cũng tầm tương đối xa, thực ra thì cũng dạ. không biết là bao nhiêu nhưng mà tương đối xa đấy. Bé suốt ngày nằm vậy đấy hả chị? Cái chiếc chiếu vậy hả? Trời sao chiếc chiếu không được, cái chiếc chiếu đàng hoàng nữa. À, chiếu này là dành để cho ăn cơm à, cho cái thằng cu này là nằm ở đây chứ còn nè con biết nói chuyện không con? Không biết tối ngày nằm tu tu nước nước gì đây thấy không? Uống nước gì vậy? Uống nước gì vậy? Nước chè hả? Ôi à, ôi, uống nước trà hả? Rồi, khóc chè. Rồi khóc rồi khóc rồi. Thôi, uống đi con, uống đi, uống đi, uống đi, giỏi, 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 giỏi. Không khóc nha, không khóc nè. Nè, bắt tình, trò nha. Bắt tình khui sữa cho con uống nè. Không, 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 nín, nín, nín. Ngoan nha, ngoan nha. Nó, nè, 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 nè. Nổi liền, nổi liền. Khóc nhưng mà, khóc nhưng mà tay vẫn lấy sữa. Đấy. Tay có chút sữa. Nó biết nào, biết mà, biết mà. Rồi uống đi con, uống đi, uống rồi, đi, rồi, 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 không khóc, không khóc. Uống, mọi người thương con mà. Không khóc, không khóc. Hôm nay có bình sữa mới rồi nhưng mà cũng không có được mới lắm nè. Thôi, thôi, uống đi con, uống đi, giỏi. Có đấy, biết. Thôi uống đi con.
chơi nữa nè. Quá trời đồ chơi luôn nè. Nè, đem đồ chơi cho hai chị em mặc thích chơi luôn nè. Đem từ Đồng Tháp đi lên tới đây luôn đó nha, chứ không phải là nhiều quá, nhiều quà quá nha. Đấy, đâu đồ chơi nha. Chơi nha, có cả bác sĩ này, ống nghe này. Đó. Thấy chưa? Nè, có áo ấm của anh Võ Xuân Quê ảnh bên công ty mới. Ảnh gửi cho mình áo mới trong đó. Nè chị, em nói chị nè, bây giờ á ở đây bộ mình hợp thiếu nước đó hả chị hả? Hàng ngày á chị lau chùi cho bé nó sạch sẽ hơn, với lại chải cái chỗ này nè, đừng có cho bé nằm dưới đây nữa nha, nó nhiễm trùng bé là bé bệnh hoài đó nha. Bây giờ tụi em tới đây hôm nay là có mang theo một số tiền nữa, một chút xíu ra ngoài kia thì em sẽ cho chị biết chi tiết là ai tặng chị đó. Nhưng mà trước mắt là em muốn là sắp tới là chị phải vệ sinh bé cho nó sạch sẽ, tại con nít nó dễ bị nhiễm trùng lắm ha. Tắm rửa lau chùi rồi cho bé, ví dụ như bây giờ muốn cho bé nhìn ở ngoài đây là chị đặt cái giường hay gì đó cho bé nằm luôn, chứ đừng để nằm dưới đây nằm cái hơi đất nè, trời lạnh như vậy hơi đất nó lên nó dễ bệnh lắm ha. Con mình mà phải bảo vệ cho nó chứ, phải lau chùi sạch sẽ chứ đừng để nằm vậy nhìn thấy tội quá thiệt đó. Mình đây mình lớn mình phải nằm nhỏ như nằm ở đây cái bây giờ xuống thôi đây nè. Tưởng tượng giống như cho bé nằm như cục nước lá như vậy đó, sao mà lớn nổi, không bệnh cũng thành bệnh nữa. Của mình thì cũng rất là khó khăn, nãy giờ tụi em lội bộ hình như là hơn 2 tiếng đồng hồ mới vô được tới đây đó, mà đường sình dơ quá trời luôn, mà đường toàn là núi với đồi không à. Thì vô đây thấy hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, cho nên là mấy anh em tụi em mới đứng ra là kêu gọi, và trong đây thì có nhiều mạnh thường quân đóng góp. Bây giờ em xin được công bố từ mạnh thường quân đóng góp bao nhiêu tiền và em trả lại cho chị luôn nha. Trước tiên thì anh Lê Phúc Trân Tâm là 1 triệu đồng, rồi anh Võ Xuân Quang là 500 ngàn, với lại mấy cái áo mới nãy em đưa cho chị đó, mấy cái áo ấm đó này của anh Võ Xuân Quang. Chị gái Phương Lê 200 đô mà đổi ra mỗi 100 đô là 2.210.000, thì là 4.420.000. Chị Phương Lê ở Mỹ nha chị. Rồi chị Diệp Nguyễn là 100 đô Canada là 1.600.000. 1.565.000. Đưa 1.600.000 đi. Em cứ đọc hết xong em đưa từng thiệu đi đó hả Hương? Hay như vậy nghe. Em cũng phải công bố từng người đó chị. Dạ. Đây chị Mỹ. Em gái Ngọc Nguyên này ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc gửi cho em 100 đô đô la Mỹ nữa là 2.210.000. Rồi. Cô giáo Thấm Hồng Cao 200.000. Em gái Lê Nguyễn 300.000, với em trai Ngô Viễn Châu 200.000 là em đưa 500.000 đi đó. Đây. Rồi em gái Phương Trang ở Mỹ 500.000. Em Nguyễn Minh Tân 500.000. Bé Diễm Ái là 300.000. Diễm Ái 300.000. Đưa em lại 200, đưa em lại còn 200. Đây. Rồi
hồi tối nay thì mới nhận được cái tiền của anh Lâm Phương ở Canada, anh gửi cho chị 100 Canada là 1.565.000. Đưa 1 triệu lại mới nãy đi. Rồi bé Mimi ở Đài Loan là 100 đô. Bé Mimi, bé này là bên hội từ thiện cô dâu Việt, người Việt cái chị. Dạ. Gửi về cho 100 đô là 2.200.000. 210.000. Với lại vừa nhận được ủng hộ của với ủng hộ của chị Quyền ở Bắc Giang là 500.000 nữa. Còn đây là cái phần mà chị Huyền trên lệch. Chị Huyền là ở tứ kỳ quyền ở Sao Đỏ Chí Linh, Chí Linh Hải Dương. Dạ. Không phải là Bắc Giang mà chị đi từ Sao Đỏ sang Bắc Giang để chị. Rồi, rồi bây giờ đây cái này coi như là cái phần mà trên lệch đổi tiền mà nó còn dư. Nhưng này mà đây cái tờ này là cái chị này sẽ không biết tiêu. Hai đồng này của em. Không mấy cái tặng của hôm đó giờ sẽ lộn lên vậy tặng chị luôn nha. Đó bây giờ cái điều em mong muốn á, là chị sử dụng cái đồng tiền này nè cho hai bé chứ không phải cho anh chị, hiểu không? Bây giờ em thấy là chị để cho bé nằm ở dưới đất như vậy là không có được, hàng ngày chị phải vệ sinh bé nè. À, cho bé nằm ở trên sao, tại bây giờ mùa lạnh rồi không được để cho bé nằm dưới đất nữa nha chị. Dạ, vệ sinh cho bé sạch sẽ và lấy những cái áo ấm đó, mặc cho bé. Đợi áo nhỏ áo lớn nhưng biết miễn sao mặc vô vừa thôi nha chị. Rồi á, hàng ngày chị mua sữa này cho mấy bé uống cho nó bổ dưỡng nè, tại vì nó lớn lên á, nó thông minh rồi nó sẽ nuôi lại anh chị nữa.